Tôi nghĩ rằng là với một xã hội hiện đại như ngày nay thì tất cả những thuốc mà có tác dụng tốt với sức khỏe thì đều có giá trị rất là hữu ích. Đặc biệt với đấng mày râu thì sản phẩm X-Marvel ngày hôm nay mà tôi may mắn tham dự và ra mắt thì lại càng hữu ích. Bởi vì là rất nhiều người nghĩ rằng là chúng ta khi mà chúng ta có một cơ địa khỏe mạnh, chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh thì tức là sinh lý của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Thì tôi nghĩ đấy là điều sai lầm. Có rất nhiều người có một cơ địa sức khỏe tốt nhưng mà tuy nhiên thì do cái áp lực công việc, stress về công việc thì cũng sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, cụ thể là trong tâm sinh lý, và cụ thể như là người thì bị xuất tinh sớm, người thì bị rối loạn cường dương, người thì không có khả năng quan hệ tình dục. Thì tôi nghĩ rằng là cái đời sống tình dục là một cái yếu tố và cũng là một có thể nói là một hoạt động không thể nào thiếu được của các vợ chồng, và nó cũng là một trong những yếu tố để làm nên sự hạnh phúc. Tất nhiên nó không phải là hàng đầu nhưng nó cũng quan trọng không kém gì hàng đầu. Thì tôi thấy rằng là X-Marvel là hôm nay ra mắt là một sản phẩm rất là hữu ích và phù hợp với đúng mày râu. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.